Mến chào các bạn đang quay trở lại với câu chuyện Xin Phần Lấn Sân của tác giả Bắc Nam, truyện được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube của Đam Mỹ Từng Truyện. Tập 45. Lục Văn cúi đầu ép bản thân không nghĩ tới chuyện bên lề nữa. Khi ngẩng lên, hắn nhìn chăm chú vào ống kính, tất cả mọi người im lặng chờ chỉ thị của đạo diễn. Cả khu nhà xưởng cũ kỹ yên tĩnh tới mức tưởng chừng nghe được cả âm thanh cho bụi bay lượn. Tảng trấn tròn một đoạn, bối cảnh là nhà vệ sinh tại trạm xe lửa. Nam chính bước vào sau khi móc túi, chạm mặt, cảnh sát ngầm tạm thời bị đình chỉ công tác đang trên đường về quê. Bằng trực giác mẫn cảm, cả hai im lặng nhìn nhau. Lục Văn thả lỏng thớ cờ trên người, gục vai khom lưng tạo tư thế rửa tay. Hắn ngước mắt soi gương, đôi mắt lộ ra nét sắc bén và ngả ngón sau khi thành công. Bất chợt còn người liếc xéo, hắn nhìn thấy cảnh sát ngầm đang đi tới. Hắn cúi đầu xuống tiếp tục rửa tay, một bàn tay xòe ra từ từ gần gồ xanh cơ, cơ bắp cánh tay cũng gồng lên. Lục Văn dùng cơ thể để diễn tả sự căng thẳng, nhưng biểu cảm vẫn ung dung và bình tĩnh. Sự căng thẳng vừa thả hình thành nên một trạng thái vừa mâu thuẫn vừa hài hòa. Hắn đứng thẳng dậy vẫy vẫy tay, rồi lại ngẩng đầu soi gương. Ngay phía trước, Tằng Chấn nhìn chằm chằm màn hình theo dõi rồi nói: "Dừng, tới đoạn trong xe." Cắt ngang đột ngột nhưng không có đánh giá tốt hay xấu, cả trường quay lặng ngắt như bị áp lực vô hình đè nén. Cánh mũi phập phồng, miệng thở phì phò, Lục Văn nhanh chóng hòa vào với bối cảnh khác. Trong tòa xe giường nằm, giường của nam chính và cảnh sát ngầm đối diện nhau, cả hai cùng ăn mì gói rồi uống bia. Nam chính ngà ngà say kể lể về quê hương, cha già, bạn thời thơ ấu, cuối cùng cũng không cầm nổi nước mắt rồi khóc nấc lên. Diễn viên diễn luôn rất khó, vì nam chính đang cố tình khóc cho cảnh sát ngầm xem. Lục Văn cởi áo khoác ném xuống sàn xi măng, cò một chân ngồi trên như đang ngồi trên chiếc giường trong xe. Nấc cục xỉ mũi, lúc kích động thì còn khạc nhổ. Lục Văn biến thành nam chính rồi lại biến thành hành khách bình thường, mà nam chính giả dạng vứt sạch hình tượng để giỏ nước mắt cá sấu. Nói hết lời thoại, hắn vẽ nấm tay áo quệt nước mắt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bấm một giọt nước ầm ấm ứa ra từ khóe mắt, giọt cuối cùng này là thật. Lục Văn giỏi lắm, giỏi khóc, hắn khóc đầy đau đớn như Diệp Sam, khóc đầy bướng bỉnh như Diệp Tiểu Vũ, khóc thảm thiết và phẫn uất như trong chốn thị phi. Những cảnh khóc thật giả đan xen lần này lại là một trải nghiệm mới. Tằng Trấn bảo dừng, buổi cắt tình kết thúc. Lục Văn đứng dậy với chiếc áo khoác lấm lem đất cát, cũng chẳng biết mình thử vai mất bao lâu nữa. Chắc đồ khoảng 25 phút, nhưng hắn không thoát vai ngay, vẫn ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Tôn Tiểu Kiểm bước tới đỡ hắn, cả hai cùng đi về phía máy quay. Ngay bên kia chiếc bàn, hắn và Tằng Trấn cách nhau chỉ vòn vẹn 1 mét. Hắn thấy rõ nếp nhăn nơi đôi mắt và cả râu ria trên cằm ông ta. Tằng Trấn đeo kính, đôi mắt sau trong kính dừng lại trên mặt Lục Văn vài giây. Giờ phải quay về chờ thông báo, Tôn Tiểu Kiểm cũng đã kết nối với đoàn phim. Trước khi đi, hắn không dám hỏi Tằng Trấn, bèn hỏi một vị phó đạo diễn. Thời gian hơi eo hẹp, biểu hiện của Lục Văn có ổn không hả? Phó đạo diễn nói cũng ổn lắm, nghe không hề quá quýt lấy lệ. Lục Văn đội mũ lưới chai bước ra khỏi studio, đứng dưới ánh mặt trời dần dần bình tĩnh lại. Hắn ruồng rẫy chiếc áo khoác rồi vứt nó vào thùng rác. Biết thế đã mặc cái cũ rồi. Tôn Tiểu Kiểm mắng, đột phá của, rồi hỏi, cậu cảm thấy mình làm như thế nào? Cũng được, không hài lòng cũng không tiếc nuối, mà khá bình thường. Tôn Tiểu Kiểm lo lắng rồi nói, chắc không sao đâu hả, anh thấy cậu diễn rất tốt mà. Lục Văn quay sang lườm hắn, anh thì biết cái gì, đây là người ta gọi là tân bình thường. Cổ Yến Đình cũng đã từng dạy hắn, một diễn viên giỏi cũng giống như một cốc nước trắng, mỗi nhân vật là một gia vị nếm vào trong nước tạo ra những màu sắc và hương vị khác nhau, rồi lắng đọng trở về là một cốc nước trắng. Lên xe thương vụ, Lục Văn rút bản thảo phỏng vấn trong túi ra xem. Hôm nay làm thêm một cuộc phỏng vấn nữa thôi là xong việc. Đầu xe chậm rãi di chuyển, hắn hỏi, phải rồi,
Chừng nào đoàn phim mới báo kết quả? Chắc là 2-3 hôm, nghe nói họ đã cast mấy đợt rồi, còn là đợt cuối cùng đó. Lục Văn phẩy phẩy bản thảo trong tay, lờ đáng liếc nhìn ngoài cửa sổ, chợt thấy một người cắt ngang đầu xe. Hắn kéo Tôn Tiểu Kiềm bảo, ê, anh nhìn người kia đi. Tôn Tiểu Kiềm đẩy kính mắt, cậu quen họ, giờ nhìn quen vậy chứ? Lục Văn cũng thấy vậy, em cảm giác như gặp nhau ở đâu rồi. Hắn lục lọi trong đầu, ngày nào cũng gặp quá nhiều nhân viên công tác, không nhớ ra được ngay. Tôn Tiểu Kiềm nhắc nhở, đừng nghĩ vớ vẩn nữa, mau đọc bản thảo đi. Buổi chiều kết thúc phỏng vấn, Lục Văn trở về công ty lái xe của hai ngày trước. Nguyễn Phong đã bay sang Hoành Điếm, cũng bắt đầu đóng phim. Phượng Lâm Tà rốt cuộc cũng chỗ cho hắn cắm cọc. Trên đường đi mua thêm ít đồ ăn vặt, Lục Văn leo cầu thang thoát hiểm lên tới tầng 9, lấy chìa khóa của Yến Đình đưa cho mình ra. Thật ra là hắn chủ động yêu cầu, Nguyễn Phong có thì hắn cũng phải có. Cụ Yến Đình đang ở trong phòng làm việc, nghe thấy tiếng động cũng không màng nhúc nhích. Chẳng bao lâu thì Lục Văn rửa tay xong ló đầu vào hỏi anh, Nhập Văn viết kịch bản hả? Cụ Yến Đình thu nhỏ táp rồi mới trả lời. Lục Văn tình tường nhận ra điều ấy, vội vàng xông vào hỏi, anh mới tắt đó hả? Làm gì vậy? Anh đang tìm cái gì hay là đang xem phim? Không. Cụ Yến Đình cầm cốc nền uống nước. Lục Văn đi vòng qua bàn, xác nhận trên bàn mình chỉ có một vài kịch bản đang mở, mới lẩm bẩm, thế sao anh căng thẳng vậy? Em còn tưởng anh đang lén xem cái gì hay ho cơ đó. Cụ Yến Đình thì bật cười, anh đang sửa kịch bản, anh có mệt không, đi nghỉ ngơi đi. Thôi em ngồi với anh thôi. Chủ yếu là hắn sợ chán, thế là hai tay xốc nách của Yến Đình nhấc anh ra khỏi ghế, còn mình thì ngồi vào đó, tách hai chân đặt của Yến Đình ngồi đằng trước. Bỗng nhìn mắt trọng lực của Yến Đình hoàn hồn lại thì đã bị cướp mất chỗ ngồi. Anh bất đắc dĩ bảo, em khỏi ngồi với anh làm gì, có người nhìn chằm chằm anh không biết được. Thế tức là anh thiếu nghị lực rồi. Lục Phản nói, phải gọi là gì ấy nhờ? Hồng tổ thiêm lương, thư sinh đọc sách có mỹ nữ bên cạnh. Cửu Yến Đình nhéo đùi, nhưng lỡ tay nhéo quá mạnh, cả giận nói, em mà là hồng tổ thiên hương cái gì, em là hồng nhan họa thủy mới đúng đó. Lục Văn ngả người sửa vào bả vai của Yến Đình, bàn tay áp lên vùng bọc bụng ấm áp của anh, hắn nói, ơ kìa, mau sửa đi, không thôi em ra ban công túi hoa tiếp đó. Hỏa đã chết hơn nửa, cổ Yến Đình không dám nói gì nữa, mở kịch bản sửa tiếp, nhưng hai tay đặt trên bàn phím một lúc lâu mà gõ không được chữ nào. Lục Văn nghiêng đầu tựa cằm lên vai của Yến Đình, dần dần thấy rõ nội dung đoạn này, thảo nào ngại ngùng dè dặt thế thế, hóa ra là cảnh giường chiếu. Phần đoạn này thuộc nửa sau của áo mình, tình cảm dạt dào và hình ảnh kích thích mãnh liệt. Cô Yến Đình chạm vào bàn phím rệt ra có lời thoại trần trụi và lổ liếu. Ban đầu Lục Văn chỉ định cuốn anh thôi, thế mà bây giờ cũng nhìn màn hình chăm chú nghiêm túc hỏi, Mạnh Xuân Đài là nam chính hả anh? Ừ. Cô Yến Đình sửa một từ, bỗng cảm giác hai bàn tay dán trên bụng mình bấu chặt, rồi nghe thấy Lục Văn nuốt nước bọt cái ực rõ ràng. Trần Bích Chi là nữ chính hả? Cô này nóng bỏng thế. Cổ Yến Đình không trả lời, tiếp tục sửa kịch bản. Câu chuyện này không có nhiều vai nữ lắm, nhưng đều rất quan trọng. Sửa xong vài câu mở, đồng chính bắt đầu bước vào cảnh làm tình. Anh mím môi, bả vai anh đau nhói thì ra Lục Văn đột nhiên gặm anh, cả cả lớp áo thun và da thịt. Anh lẩm bẩm rồi nói, cô này lẳng lơ thế. Vãi lờ, Mạnh Xuân Đài rất gì vào này nọ đấy chứ. Mánh liệt phái, mẹ kiếp sao tục thế. Bả vai bị môi lưới thấm ướt nóng bừng, hai cánh tay của Yến Đình tê rần. Đột nhiên không biết Lục Văn đọc chán rồi hay xấu hổ quá mà vùi mặt vào chỗ giữa cổ và lưng của anh. Giọng nói ồm ồm của Lục Văn vang lên, cô Yến Đình, không ngờ kịch bản anh viết lại bảo thế đó. Cô Yến Đình cũng chẳng biết hắn khen hay chê nữa. Anh giải thích, bởi vì Trần Bích Chi là gái điếm. Lục Văn ngẩn lên, Mạnh Xuân Đài đi chơi gái hả? Về bản chất thì đúng là vậy, nhưng về mặt tình cảm thì không chỉ đơn giản là vậy. Cụ Yến Đình vẫn chưa nghĩ ra cách hình dung chính xác,
Lục Văn thúc giục. Anh sửa tiếp đi. Song song đoạn này vẫn còn một đoạn mà. Đoạn này chỉ toàn đối thoại trần trụi và thổ thiền. Cô Yến Đình gõ chữ anh trai ơi tiếp theo. Đây là cách xưng hô bấn cợt mà quyến rũ của Trần Bích Trì dành cho Mạnh Xuân Đài. Phía sau Lục Văn bất trước hỏi. Anh trai ơi, cái này cũng quay được hả? Khổ Yến Đình không chịu nổi cái giọng điệu ấy. Được. Anh đừng lừa em. Em còn phải xem quay như thế nào đó, nhưng trước hết vẫn phải viết ra để đạo diễn hiểu được cái khía cạnh khác nhau của cảnh quay này, từ đó sẽ điều chỉnh cho phù hợp nhất. Sau khi sửa xong cả đoạn, Lục Văn đọc đi đọc lại 3-4 lần rồi nói. Trong đêm đầu tiên, cảnh hôn chi tiết chỉ viết có 2-3 dòng, thế mà bây giờ cảnh giường chiếu thực thụ thì lại quen tay quen việc thế. Chẹp 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 chẹp. Em chẹp cái gì? Em đang khen anh tiến bộ hơn nhiều mà. Trời càng lúc càng muộn, sau bữa cơm tối màn đêm dần buông xuống, Lục Văn ăn thêm đồ ăn vặt thêm no căng. Cô Yến Đình bèn đi dạo quanh hồ với hắn. Dọc theo bờ có một con đường gỗ ôm tròn nửa vòng cổ, con đường cũ kỹ lâu đời bước lên tiếng kéo kẹt. Cách đó vài mét có một chiếc đèn lồng nhỏ nhỏ, chỉ soi rọi được bóng người lờ mờ. Lục Văn bèn thích chí khoác vai của Yến Đình. Đi mệt rồi thì nghỉ chân trên chiếc ghế xích đu, chờ gió đêm trên mặt hồ mơn man da thịt, gốc đào nở rộ bên cạnh rừng cánh hoa lạ tà. Lục Văn bắt lấy một đóa hoa, ngửi rồi ngắt đóa hoa để chọc lòng bàn tay của cô Yến Đình. Quảng trường nhỏ phía sau có các cô gái bác gái đang nhảy, bến tàu bên phải có mấy đứa trẻ đang nô đùa. Trước mặt họ có một cặp vợ chồng ngang đi dạo qua, Lục Phàn nắm lấy tay của Yến Đình trong bóng tối gọi anh. Đợi của Yến Đình hơi quay mặt sang, hắn bèn hôn lên khóe môi. Của Yến Đình vừa viết kịch bản cày mát thế mà giờ nhắm mắt lại đầy ngây thơ trong sáng. Họ ngồi trên bàn ghế đá lâu hay là lâu, tới tận đêm khuya không còn một bóng người. Lục Phàn mới lôi điện thoại ra xem giờ, nào ngờ nhớ tay bấm vào thông báo Hot Topic. Trang đầu giới giải trí lúc hơn 9 giờ, Tăng Chấn và Cận Nhàm Dư cùng nhau xuất hiện tại một nhà hàng. Ảnh chụp trộm hơi mờ, nhưng Lục Phàn nhận ra Tăng Chấn vẫn chưa thay quần áo, chắc vừa tan làm đã đi hẹn hò ngay. Hắn đột nhiên nhớ ra người mình nhìn thấy bên ngoài studio hôm nay là ai. Anh ta là trợ lý của Cận Nhàm Dư. Hắn đưa tin tức cho cô Yến Đình xem rồi nói. Thầy của anh và Cận Ngu Si này hình như là lần đầu bị chụp thì phải. Vẻ mặt của cô Yến Đình bị màn đêm che khuất. Anh hờ hững nói. Anh còn tưởng họ đã kết thúc rồi chứ. Cận Nhàm Dư gây ra chuyện ồn ào thế mà chưa bị đá. Có vẻ Tăng Chấn thích cậu ta thật anh hả? Chết rồi, em từng gây sự với cậu ta thì liệu Tăng Chấn có chọn em không? Anh không biết. Lục Phàn tắt điện thoại di động. Điều rồi, chắc chắn cậu ta sẽ thổi gió bên gối để Tăng Chấn lo em đó. Có thể lắm đó. Xem là không cần đợi kết quả nữa hả? Thả nào anh bảo em không muốn tham dự, em quên mất chuyện này nhưng mà... Nhưng mà sao? Lục Phàn muốn hỏi nấu mình chắc chắn sẽ không phải là bóng hình tiếp theo có nghĩa là gì. Bóng hình từng đoạt giải và đứng đầu doanh thu phòng vé cùng kỳ. Tại sao nấu mình chắc chắn sẽ không phải tác phẩm tiếp theo? Nhưng lúc đó hắn nghe trộm điện thoại của cô Yến Đình, không chắc chắn lắm nên cũng tạm thời nhìn không hỏi chỉ bảo. Không có gì, muộn lắm rồi, chúng ta về đi. Cô Yến Đình ngồi tê cả chân đi trên đường gỗ bằng phẳng mà cũng lao đảo, vừa đứng vững được đã thấy Lục Phàn ngồi xổm xuống trước mặt anh. Anh nằm nhoài lên tấm lưng rộng rãi, cơ thể nhẹ bấng ôm chặt vai Lục Phàn. Sức nặng của hai người khiến con đường gỗ kéo kẹt to hơn. Cô Yến Đình nghiêng đầu hỏi. Nếu không được chọn thì có buồn không? Hồi hồi, em đã chuẩn bị kỹ càng và thấy diễn xuất của mình cũng được đấy chứ. Không sao, không được chọn thì thôi, em sẽ đợi lần sau. Lần sau là gì? Anh tìm được đạo diễn ưng ý rồi để cử em đi, em tới thử vai Mạnh Xuân Đại. Anh là kế hoạch B của em đó hả? Mơ đẹp hả? Em không đẹp thì sao anh lại lấy em ra làm cảm hứng chứ? Đừng tưởng em không nhận ra đồng tác làm tình viết theo thói quen của em chứ gì. Anh... Cô Yến Đình nhỏ giọng. Anh đâu biết tham khảo ai nữa đâu. Anh sao? Anh là sao Văn Khúc, em là nàng thơ của anh.
Em là sai lầm của anh thì có ấy. Yên lặng rẽ lối, ánh sáng tỏ tường, giọng nói trầm lắng của Lục Phàm vang lên. Này, anh có bao giờ nghĩ tự mình quay nó mình khỏi phải suy xét tới những yếu tố khác hay không? Nằm trên lưng im lặng một lúc lâu, Cổ Yến Đình mới trả lời. Anh sợ mình không đủ can đảm, mười mấy năm đã mài mòn quá nhiều thứ rồi. Kiến thức, kỹ năng, thẩm mỹ, phong cách ấy. Anh chậm rãi nói ví von rằng, một đầu bếp hơn 10 năm không cầm dao mà còn nấu được món ngon chắc. Chưa chắc đâu, Lục Phàm vặn lại. Em là trai tần gần 30 năm, lần đầu tiên giỏi đến thế còn gì? Cổ Yến Đình đấm hắn một phát thật mạnh, đi nhanh lên. Thời gian chờ đợi kết quả trôi qua thật chậm chạp, như thể một ngày có 30 giờ vậy. Lục Phàm cũng không ôm nhiều hy vọng, cộng thêm thiếu kiên nhẫn, nên đã bắt đầu chọn cách bản thân mình một cách khác. Đối với hắn, cuộc sống chạy lịch trình tuy nhẹ nhàng và kiếm tiền nhanh, nhưng hắn thích quay phim trong đoàn phim hơn, được trải nghiệm những nhân vật và cuộc đời khác nhau. Nếu quay xong mà được hát ca khúc chủ đề thì càng tuyệt hơn nữa. Từ sàng lọc kịch bản cho tới thẩm định thành viên cốt cán, Cổ Yến Đình đưa ra nhiều ý kiến. Ngày nào Lục Văn cũng cắm cọc vào phòng làm việc, lúc thì hỏi ngày hỏi kia, lúc thì ngồi bên cạnh xem Cổ Yến Đình sửa kịch bản. Làm việc suốt đêm, cuối cùng Cổ Yến Đình cũng sửa xong kịch bản. Anh mệt mỏi ngả người trên ghế, đôi mắt càng xót nhìn chăm chú chữ hết trên cuối văn bản. Ánh bình minh lên qua ô cửa sổ, Cổ Yến Đình say mì tầm quay về phòng, khẽ khàng bỏ lên giường, chui vào vòng tay của Lục Văn. Lục Văn vẫn ngủ say sưa, cơ bắp như có ký ức ôm chặt lấy anh. Cổ Yến Đình đi thẳng tới giữa trưa, buổi chiều hẹn gặp Phương Bình Phú tại một quán cà phê. Vị trí cũng hơi hẻo lánh, hai cô trò không thích đông người. Cổ Yến Đình đến trước chọn một chỗ khuất gió trên sân thượng gọi 2-3 miếng bánh ngọt. Vài phút sau, Cổ Yến Đình vẫy tay về phía cầu thang. Cô ơi, ở đây nè! Phương Bình Phú nghe vậy rồi bước tới, ngồi xuống ghế sofa đối diện rồi nói. Chưa có ăn trưa hả? Gọi lắm thế! Cổ Yến Đình lau tay rút một sấp kịch bản dài ịch trong túi rồi bảo. Tối qua em làm việc thâu đêm, sáng ngủ thẳng tới giữa trưa nên quên giờ cơm mất rồi. Phương Bình Phú nhìn anh đầy trách móc. Đừng cậy trẻ tuổi mà coi thường sức khỏe, biết thế cô đã hẹn em ở nhà hàng rồi ăn mấy cái này thì bổ béo gì chứ. Thôi không sao đâu ạ, em ăn lót ra là đủ rồi. Cổ Yến Đình đẩy kịch bản sang. Em sửa xong hết rồi, có vài đoạn xuất hiện vấn đề em đã đánh dấu lại, cô xem đi. Phường Bình Phú đều kính lên mượn ánh mặt trời rực rỡ mở kịch bản ra. Cổ Yến Đình cúi đầu ăn bánh ngọt, nhiều calo, thơm ngon bổ não. Anh nhổ bụng phải mang về cho Lục Phàm một ít bánh tát óc chó. Ăn được một nửa, Phương Minh Phú ngẩng đầu hỏi. Chuẩn bị lập dự án chưa? Cổ Yến Đình nếm hết vụn óc chó trên môi đáp. Vẫn chưa, năm trước em mới cho tổ dự án của phòng làm việc đi xem bản thô thôi. Phương Minh Phú chỉ đáp ừ lật trang tiếp theo. Đọc chữ dưới ánh mặt trời, lâu thì cũng hơi khó chịu. Bà chọn lọc xem hết mấy chỗ cần sửa khép lại rồi nói. Những chỗ còn lại hẳn không có vấn đề gì nhiều, cô cầm về đọc trước nha. Cổ Yến Đình gật đầu anh hỏi han. Tôi, kịch bản của cô tiến triển thế nào rồi? Quá nửa rồi. Phương Bình Phú bưng cốc cà phê nhập lòng nhưng rất hưởng thụ. Chẳng có vở kịch dài tập nào là không hành hạ người ta cả. Đầu tiên là vẩy mực tô vẽ một gốc cây cổ thụ xanh lá sum suế, sau đó cắt tỉa cẩn thận, bỏ thêm chút công sức vào đấy. Cổ Yến Đình tự kiểm điểm lại mình. Em vẫn phải tập luyện nhiều. Em ý họ, em giỏi tả người. Ngay cả Mạnh Xuân Đài, những gì anh ta trải qua là một câu chuyện hoàn toàn dựa trên nền tảng bối cảnh thời đại, chính sách và toàn bộ câu chuyện. Cụ Yến Đình vừa ăn bánh ngọt vừa nghe Phương Bình Phú giải bảo, trò chuyện tới mức thoải mái. Bà cũng cằn nhằn về tác phẩm của người trong nghề, ác mồm hơn cả những khán giả khó phục vụ. Có hai cô gái trẻ lên sân thượng tìm chỗ ngồi, líu ríu bàn luận về bộ phim điện ảnh vừa xem, phim đang chiếu của Tăng Chấn. Trên bàn trở nên yên tĩnh, Cổ Yến Đình thả viên đường hình vuông vào tách cà phê rồi khuấy đều, trong lúc chờ âm thanh giảm nhỏ. Không ngờ Phương Bình Phú chủ động. Em thấy tin tức của Quý Tử Thiện chưa?
Một tháng trước Quý Sách Ảnh tiến hành dự án từ thiện, tối qua leo lên các trang đầu đề, không chỉ báo giải trí mà còn một số phương tiện truyền thông thuộc chính phủ tuyên truyền việc này. Dạo trước cận nhèm từ giấy lên sóng gió để cứu vãn hình tượng mà bắt tay vào việc công ích. Nhưng tin tức tối qua không liên quan gì tới cậu ta hết, tất cả các trang mạng chỉ nhắc tới cái tên Đành Trấn. Cô Yến Đình suy đoán. Tin đó dùng để lấp liếm vụ thầy và cận nhèm sư bị chụp trộm hả? Phường Bình Phú nói mà không để bụng. Chắc thế. Dự án do bà chọn và tham gia, trước khi đăng tin Đặng Trấn đã bàn bạc với bà, nhưng cũng chẳng thèm hỏi nhiều. Dứt lời Phường Bình Phú cười nhạo, Đặng Trấn vẽ vời thêm chuyện. Chỉ đi ăn cơm một bữa thôi, bị chụp thì có làm sao, thế mà cũng phải lo to chuyện. Bà lời bà nói ẩn chứa sâu xa, Cụ Yến Đình ngước mắt nhìn, Phường Bình Phú nói. Bảo là bữa cơm chia tay. Cụ Yến Đình chợt ngạc nhiên, tuy rằng phim điện ảnh được công chiếu suôn sẻ, danh tiếng tốt đẹp nhưng phiền toái cận nhàm sư gây ra vẫn ảnh hưởng đôi chút, vốn là quan hệ giao dịch thì lấy đâu ra chân tình. Cụ Yến Đình nhìn chằm chằm vòng xoáy xoay tròn giữa thách cà phê, nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cận nhàm sư và anh trước lúc cậu ta rời khỏi Lam Thủy. Nhớ lại dáng vẻ ngang bướng không cam chịu và chết cũng không chừa của cậu ta. Thấy anh im lặng, Phương Bình Phú thở dài. Chuyện thường ấy mà, thích lên thì chơi đùa, chơi chán thì kết thúc, quanh đi quẩn lại chẳng phải yêu đương mà chỉ lo có điều kiện thôi. Cụ Yến Đình nhận ra nỗi bùi ngùi trong giọng bà bể nói. Cô ơi, chúng ta không nói mấy chuyện này nữa. Không nói nữa. Phải rồi, bộ phim mới của Đặng Trấn tuyển diễn Việt Nam chính bộ phim chiếu mạng của em tham gia thử vai đó, em biết không? Cụ Yến Đình gật đầu, trong lòng thầm nhủ lại nói chuyện này. Vẫn chưa quyết định, không biết kết quả là gì. Chắc chắn là cậu ta. Cụ Yến Đình giật mình, anh không hy vọng Lục Phàn đóng bộ phim ấy, nhưng cũng không muốn trông thấy Lục Phàn bị từ chối, bởi thế tâm trạng bóng rối bởi anh hỏi. Thầy nói thế hay sao hả? Phương Bình Phú xua tay. Biên kịch của bộ phim đó là bạn thời đại học của cô, trong lúc trò chuyện cậu ấy bảo về cơ bản đã chọn Lục Phàn rồi. Cụ Yến Đình cầm lòng chẳng đặng hỏi lại lần nữa. Thật hả? Ừ. Kỹ năng diễn xuất và lượng khán giả của đứa bé đó khá ổn, quan trọng là nhà đầu tư rất hài lòng về cậu ta. Thực ra ban đầu định chọn Tần Đông thuộc phái thực lực thì ổn hơn, nhưng Tần Đông chế đất diễn của Nam Phủ, cảnh sát ngầm quá nhiều, ngấm ngầm mỉa mai, bị Đặng Trấn dập chết thẳng cẳng. Sầm tối về tới nhà, cô Yến Đình không nói tin này cho Lục Văn biết, chuyện còn chưa đâu vào đâu, nhớ đầu có biến số thì sao? Nhưng thông tin của Phương Bình Phú rất chuẩn, ngày thứ tư sau khi thử vai, Lộc Phàn nhận được thông báo của người đại diện. Hắn đọc kịch bản cả ngày, lúc ấy đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đeo tai nghe tìm nhạc cổ điển để nghe. Khi nhận điện thoại không để ý ai gọi tới, sau đó bị tiếng thét chói tai Tôn Tiểu Kiểm làm cho giật bắn người. Lộc Phàn không tài nào hình dung nổi cảm xúc vào giây phút này, hệt như hồi xưa đi đại học. Vốn đã chuẩn bị tâm lý thi trượt rồi, kết quả trúng tuyển với trường cao đẳng một cách vi diệu. Cúp máy, Lục Phàn nhìn ra ngoài ô cửa sổ rồi tiêu hóa chuyện này. Bất ngờ vui mừng thì hắn còn ngơ ngác và bối rối. Hắn bước lên bậc thềm cao vời vời, không dám chắc mình có thể đứng vững hay không. Quan hệ của cô Yến Đình và Đặng Trấn, Lục Phàn hoàn toàn không rõ. Hắn lặng lẽ ngẫm lại. Cụ Yến Đình bảo hắn cho anh thêm chút thời gian. Cụ Yến Đình cần bao nhiêu lâu nữa? Những lời không đủ can đảm để nói ra là gì? Lục Phàn nghĩ có lẽ thời gian tiếp xúc với Đặng Trấn hắn sẽ thăm dò được gì đó. Chẳng mấy mà thông tin Lục Phàn đóng phim mới của Đặng Trấn lan rất nhanh. Các phương tiện truyền thông lớn đùa nhau ra trận, thông tin thật giả đủ kiểu. Tới khi hai bên ký kết xong, tài khoản chính thức mới tuyên bố hợp tác. Mượn đà của bộ phim điện ảnh đang chiếu và cơn sốt của chính Lục Phàn, đoàn phim làm một mẻ quảng bá ra trò. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lục Phàn không chỉ là ngôi sao mới nổi mà còn vọt lên trở thành cổ phiếu tiềm năng thu hút sự quan tâm của khán giả, người trong nghề và nhà đầu tư nhất hiện nay. Cát xê và giá trị của hắn tăng lên vèo vèo. Hợp tác với Đặng Trấn có nghĩa là chính thức đặt chân vào giới điện ảnh, theo đó tất cả tài nguyên được cột rửa. Cẩn nhàm sư không tránh khỏi bị lôi đầu ra,
Cơn sóng gió năm ngoái tiếp tục trở thành chủ đề được quần chúng bàn luận hăng say. Chẳng ai ngờ rằng diễn viên hạng 18 sẽ có một ngày sớm lên đỉnh lưu nổi tiếng rần rần như bấy giờ. Thoáng chốc Lục Phàm tiếng tăm lừng lẫy, mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ đều được quần chúng chú ý. Ngày vào đoàn là 12 tháng 4, tối ngày mùng 10, Lục Phàm qua đêm ở vườn Lâm Tạ, và lì thu dọn được một nửa, rồi nơi nằm cuối giường, rồi bị đệm giường rung lắc dữ dội hất bay xuống nền nhà. Khổ Yến Đình giật bắn tức thì càng cứng người, còn Lục Phàm hít thật sâu, để mề phê tận óc sau khi kết thúc. Hắn ôm cổ Yến Đình nằm trên giường, đắp chung chiếc chăn mỏng, từ từ hòng khô mồ hôi trên cơ ngực. Giọng điệu cổ Yến Đình rớp rớp. Có thu dọn nữa không? Lục Phàm nhà muốn động dậy, gầy gầy tóc cổ Yến Đình. Mai rồi dọn tiếp rồi em chỉ muốn ôm anh thôi. Cổ Yến Đình cũng không định nhúc nhích. Mai phải tham gia cái gì ấy cơ mà. Họp báo bấm máy, chắc tới trưa là xong thôi, ngày 12 bay chuyến buổi sáng em vào đoàn rồi, anh phải thủ tiết thờ chồng đó. Cổ Yến Thịnh muốn đánh hắn nhưng không có sức. Rốt phải gọi là thủ tiết chờ chồng. Phải, em tự chủ mình chết. Lục Phàm cười ngu, gãi mũi sống, tự dưng không nỡ đi sao bấm máy sớm thế nhỉ? Dù gì kịch bản ekip nòng cốt và tài chính đầy đủ hết, diễn viên đã chọn xong xuôi, ngay cả dư luận cũng rộn ràng tiếng thơm. Buổi họp báo ngày mai chắc chắn sẽ chiếm tất cả các trang đầu trên mạng. Cổ Yến Đình hỏi, họp báo tổ chức ở đâu? Tổ chức ngay ở Sophie luôn, Liên Dịch Minh phải trích phần trăm cho em trong những công việc của làng giải trí đó. Và lì rời trên nền nhà, vẫn chẳng nhặt lên đèn tắt, Lục Phàm tiếp tục cuốn lấy cổ Yến Đình. Hắn hư hỏng và tham lam muốn làm cổ Yến Đình kêu rên. Kêu rên rồi thì lại muốn cổ Yến Đình bật khóc rồi lại muốn làm cổ Yến Đình khóc nức nở hơn. Sáng hôm sau, cổ Yến Đình với mí mắt và chóp mũi đỏ bừng, vẫn đang say giấc. Lục Phàm lặng lẽ rời giường mặc quần áo chỉnh tề, tới khách sạn tham gia họp báo bấm máy. Đoàn phim bao nguyên tầng 1, phòng tiệc đang sắp xếp, bên truyền thông cũng được mời nối đuôi nhau tới. Lục Phàm sang phòng chào hỏi những diễn viên chính khác, sau đó về phòng tạo hình. Có 4-5 bộ quần áo chuẩn bị sẵn, vì dấu hôn và dấu răng trên cổ Lục Phàm quá rõ nét nên chọn sơ mi cà vạt. Trước khi buổi họp báo chính thức bắt đầu, đoàn phim phải chụp ảnh HD để tuyên truyền. Hành lang được trang hoàng lộng lẫy làm nền, Lục Phàm tạo dáng tùy thích. Vừa chụp xong, cánh cửa phòng sau lưng mở ra, Tàng Trấn và nhà sản xuất cùng bước ra. Từ sau hôm thử vai chưa từng gặp lại, Lục Phàm đang nghiêng người tựa vào tường, bèn đứng thẳng dậy cất lời. Chào buổi sáng đạo diễn Tàng. Tàng Trấn gật đầu với hắn, làm không có gì để nói. Đang lúc lúng túng, trợ lý đoàn phim chạy tới thông báo phóng viên của các phương tiện truyền thông đã có mặt đầm đủ. Tôi biết rồi. Tàng Trấn nói, đúng 10 phút nữa bắt đầu. Thành viên của chính đoàn phim di chuyển tới phòng tiệc, Tàng Trấn và nhà sản xuất cũng sải bước rời đi. Lục Phàm vẫn được ghim tại chỗ móc lờ lưu trình ra hoạt động, bài phát biểu ra đọc lần cuối. Thói quen này của hắn được tạo thành từ hồi còn là hạng 18. Khi ấy Tôn Tiểu Kiểm từng bắt hắn học thuộc tài liệu lướt lướt hơn nửa trang, hắn lười như hủi thì nói, em muốn đi vệ sinh. Tôn Tiểu Kiểm bảo, thế nhanh tay nhanh chân lên anh vào phòng tiệc đi lại với bên truyền thông đã. Lục Phàm bước trên hành lang không một bóng người, dễ dàng đi vào nhà vệ sinh công cộng. Bồn trước rửa tay thoang thoảng mùi hương, hắn đưa mắt nhìn bình hoa sáng nay vừa thay. Khom lưng chìa tay, vòi nước cảm ứng tức thì xối xối ẩm màu, làm đi mất tiếng mở cửa. Lục Phàm không để ý người bước tới vẫn cúi đầu, tới khi ngước mắt soi gương mới khựng lại. Hai người đứng song song trước bồn rửa tay, cảnh tượng bấy giờ giống hệt cảnh thủ vai đầu tiên. Mãi lâu sau Lục Phàm cất lời hờ hứng. Giờ đây là cậu. Trong gương Cẩn Nhàm Sư quay đầu nhìn hắn rồi nói. Trùng hợp ghê ấy.